Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Hiện tại là hôm nay là 28 Tết rồi các bác. 28 Tết rồi. Đấy, Feng vẫn đang ngồi ở dưới gốc cây các bác. Chưa được về quê ăn Tết. Một năm qua Feng về quê chắc được 2-3 lần các bác. Đấy, cũng rất là nhớ nhà. Mà mỗi lần về quê thì chỉ về được mấy hôm thôi. Cũng chẳng có mua được gì, tặng được quà gì cho bố mẹ. Và năm nay nữa Feng thì cũng phải sáng 30 Tết thì Feng mới về. Thì cũng về cũng không có chuẩn bị được, ví dụ như là mọi người về sớm thì sắm được mua lợn mua gà làm Tết mời mọi người ấy, thì Feng không mua được. Nên là hôm nay là Feng đang ở trên chỗ bản của người Hán các bác. Đây là thôn Chín Chu Lìn của người Hán. Feng này đưa các bác đi vào trong bản và Feng sẽ mua Feng đi lấy quà Tết tặng cho mẹ Feng. Cảm ơn Mama tổng quản trong một năm vừa qua đã luôn đồng hành cùng con trai. Lúc nào cũng xem trên kênh YouTube của Feng này, lúc nào cũng xem là những lúc bình luận mọi người chia sẻ tích cực thì mẹ vui, còn nếu những lúc mà không tích cực thì mẹ cũng nhắn tin. Đấy, mới học được nhắn tin Zalo, nhắn tin là bảo là con dạo này như nào. Đấy, nhiều lúc gọi Feng là Feng kiểu là không muốn mẹ bị ảnh hưởng nên là Feng cũng không ấy. Qua đây thì cũng xin được trân trọng cảm ơn quý khán giả, các mạnh thường quân luôn đồng hành cùng Feng trong một năm vừa qua. Đấy, qua đây thì con trai xin được cảm ơn mẹ. Chúc Mama tổng quản sang năm thật nhiều sức khỏe, chúc thật nhiều niềm vui và chúc Mama tổng quản được đi nhiều nơi hơn. Đấy, bây giờ thì là có tuổi rồi, lớn rồi, nên là mẹ muốn đi chơi đâu thì mẹ cứ đi thoải mái, cứ phát lệnh là con sẽ đưa mẹ đi. Giờ thì đưa các bác với mẹ Feng không biết là Feng sẽ mua gì tặng mẹ đâu. Bây giờ một món quà bất ngờ. Đấy, đưa các bác vào trong này để xem là Feng mua gì tặng mẹ nhá. Trên bản người Hán, quà vô cùng đặc biệt các bác. Giờ mời các bác đi cùng Feng nhá. Đây các bác, bản của bà con người Hán đấy. Đấy, đây 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, khoảng 20 nóc nhà. Đấy bên này. Và cái bản ở bên trên kìa. Đấy, bên trên cái bản kia là cái bản chỗ cái khu kia là cái khu nhà của em Đức mà hôm nọ Feng lên ấy. Ở đây nó có một cái rất là hay các bác ạ, là chỗ kia mà hôm nào có sương ấy thì mưa nó kiểu không có mưa đâu nhưng có sương mù ấy, chỗ này có sương đấy thì là cả khu đấy không nhìn thấy. Ngoài này là ví dụ trong kia là sương mà mưa ấy, thì ngoài này là vẫn nắng đấy, đổi lại thì ngoài này nắng trong ấy vẫn là mưa. Và ở trèo tít trên ngọn đồi kìa, nhà ông bà cụ tít ở kìa, giáp biên giới ấy. Đấy, nhà ông bà cụ đấy, sau đó là sang bên hộ bên mấy hộ bên này các bác là cái khu làm đường kìa. Đấy, đi bộ đi tắt đây này. Đấy, bên này có một nhà của cái chú có hai bố con ấy, hoàn cảnh rất là khó khăn. Đấy, hy vọng sang năm là Feng sẽ tới nhiều hơn nữa để giúp một là hai ông bà cụ ở trên cao kia, hai là nhà của hai bố con này. Đấy, bố thì lớn tuổi rồi, làm vợ thì mất sớm là nuôi con 25. Đấy, chú bây giờ cũng già yếu các bác ạ. Tính ra là chú ấy cũng đơ ấy không? Nên là con trai thì cũng thế, nên là năm nay 20 tuổi chưa lấy được vợ, rất là khó khăn. Thế ở đây các bác cũng có mấy cái cây chè cổ thụ, nhà Dương cũng có một cây, không biết cây ở góc kia sao. Đấy, tuy là đất thì đất của người ta, đấy, nhưng cây thì lại cây của mình, là họ bán theo cây các bác. Ví dụ Feng mua cái cây kia mà họ bán cây là cây của Feng, trên đất thì khác nhưng mà cây của Feng. Đây mọi người ăn Tết cách đây một tháng nên là giờ là gần như là sắp qua Tết rồi. Đấy, bắt đầu là đi làm các công việc bình thường. Đấy, sau đó là gần đến Tết cổ truyền ấy. Đấy, khoảng tầm mấy ngày nữa mọi người lại ăn Tết giống kiểu người đồng bào dân tộc, các dân tộc mình. Đấy, người Kinh, người Hán gì đó. Chào cô nhá, cô đang làm gì đây? Dạ, cô ăn Tết chưa? Ăn được bao nhiêu hôm rồi? Được mấy hôm hả? Được mấy ngày rồi? Ăn được 20 ngày rồi á? Thế mấy hôm nữa nhà cô có ăn Tết không? Vẫn ăn nữa không?
Nhà cô đâu cô? Nhà đây ạ? À? Vâng. Nhà cô ăn cơm chưa? Nhà. Đang đi chiêu cô xin cơm. Dạ chú nhá. Ở trên này nắng. Đấy, nhưng mà trong bóng mát thì vẫn lạnh đúng không? Với phen không mặc áo khoác giờ cảm thấy hơi lạnh lạnh. Bản đây thì cực kỳ đẹp, cỏ cây hoa lá con người đấy, có một chút cái khác biệt là kiểu văn hóa truyền thống ấy, cách họ xây dựng bài trí nhà cửa nó khác hơn. Phen đố các bác đoán được là hiện tại là phen sẽ mua cái gì để tặng cho bố mẹ phen? Bố mẹ phen còn trẻ lắm, bố phen thì sinh năm 64, ngày thành lập đoàn ngày 26 tháng 3 năm 1964. Mẹ của phen thì sinh năm 69, trẻ hơn 50 tuổi. Nhà phen thì có hai anh em, có anh trai nữa. Anh trai phen là sinh năm 88, còn đứa phen sinh năm 90. Phen sinh ngày cũng rất là đặc biệt. Phen sinh ngày 19 tháng 5 các bác, năm 1990. Phen tính ra cách bác Hồ vị lãnh tụ của chúng ta đúng 100 năm. Bác Hồ sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890. Còn Phen sinh ngày 19 tháng 5 năm 1990 các bác. Phen có một cái đặc cách rất là đặc biệt, rất là tự hào. Tự hào lúc mình còn trẻ để giúp được, làm được nhiều việc có ích, có ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội. Thấm thoát hơn 2 năm rồi các bác ạ, gần 3 năm rồi. Đã đến rất là nhiều các bạn, giúp được rất là nhiều người. Đấy, gặp rất là nhiều các hoàn cảnh có duyên. Người thì ít thì được bao gạo thùng mì. Đấy, người nhiều thì được ngôi nhà, đấy, căn nhà. Thì các bác làm được rất là nhiều nhà. Đấy, đến 50-60 ngôi nhà rồi. Và con đường thì hiện tại là có hai con đường. Con đường hạnh phúc thì đang làm rồi, còn con đường đoàn kết nữa là chưa xong, sang năm mới xong các bác. Ngay ở bên kia là giáp biên giới các bác, nhìn nó gần thôi, nhưng mà bên kia là đất nước bạn rồi. Bên đấy nếu mà mình vượt qua bên đấy mình nhìn là bên đấy là có một hệ thống tua bin gió để tạo ra điện các bác. Bên đấy đoạn này các bác cũng có thể hình dung ra được là Phen đang đi đâu. Lên nhà Dương quá khổ các bác, ở trên đảo Đào Hoa. Cái đường như này mà hôm nào trời mưa mà Dương vẫn chở một bao lúa này đấy, chở vợ này và hai đứa con đi xuống đây. Thật sự với các bác, con đường này quá là nguy hiểm. Và vợ Dương cũng chia sẻ là vợ Dương thì không biết đi xe máy. Dương thì cũng đã lém vợ xuống đường rất là nhiều lần, nhưng mà không còn cách nào khác, vẫn phải ngồi đằng sau để cho vợ Dương là chở, cho Dương chở các bác. Phen xin phép các bác nhé, là không có cầm thêm bánh kẹo gì cả, bởi vì hôm trước là vừa mới mang lên trên này rồi nên là Phen không có mua nữa, mong các bác thông cảm. Cũng nhiều lúc là thực sự với các bác là do công việc nó bận rộn ấy, nên là mình vội quá chạy chỗ này chỗ kia, vội quá không kịp mua là bánh kẹo, không kịp mua gói kẹo nữa. Các bác cũng bảo là Phen đi không có gói kẹo, nhưng mà tính ra thực sự các bác nhiều lúc các bác để ý, Phen chưa bao giờ tặng kẹo giống như kẹo mút từng cái một, mà Phen tặng cả gói. Đấy, không bao giờ gọi là tặng từng cái một. Nên là có những lúc là đôi khi là bị quên đấy các bác phải thông cảm nhé. Đảo đào hoa, quán hoa đào, nhà Coco dưa quá, cực kỳ đẹp các bác ạ. Tháng riêng tháng 2 mời các bác lên trên này để mà chơi
ngắm cảnh hoa đào đấy, nấu để Dương Quá nấu những món ăn ngon tặng các bác. Mùa này thì mấy cái cây đào thì nó không nở hoa được, phải nó lạnh rụng hết lá ở dưới xuôi, mà mọi người muốn kích đào bán ấy. Bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa là Tết rồi à, không có. Bây giờ đang 1:45 các bác. Nhưng mà đôi khi là chỗ này nó bị chuyển múi giờ đó, là có thể là 1 giờ nó nhanh mất 1 tiếng, đây 4-5 phút có khi là bị nhanh thôi. Nhỏ dầu vô. À, xin chào người đẹp nhá. Ai là Dương Quá Khổ đây. Ấy à, quần áo đẹp nhỉ? Mát mát. Hả? Mát mát. Con cái áo đỏ đỏ nào cho tôi cái. Hả? Áo đẹp quá tay đâu. Áo cờ đỏ sao vàng, quần rách từ trên dưới. Rách hết rồi. Cái này cái mận đúng không? Cái mận. Đẹp nhỉ? Mận này năm nay rất là sai tốt đấy. Ờ. Hoa đào thì chưa nở nhưng hoa mận nở. Hoa đào phải sang xuân đi, nửa tháng nữa. Cây này một cây này, đây một cây nữa là 2 cây này. Đấy. Cây này 3 cây này. Mận nó nở sao sớm hơn. Đỗ quyên này thì tháng 12 à? Không, tháng 3. Tháng 3 á? Tháng 3 âm lịch. Chào người đẹp nhá. Chào cô nhá. Ui, rau nhiều em thấy ở đâu về này? Lấy trong nương ngô. Ở xa không? Ở gần đây đây không? Một cây các bạn. Cây này được 5-7 lạng không? Ra được đấy. Tiếp thu ngô xong xong là phát xong đốt xong là rau rau vào. Lâu lắm là chưa xuống xem xong rồi một tốt thế. Bây giờ là mọi người kiểu là ăn nhiều quá không ăn hết được ấy, nên là phải treo đây để làm rau dưa ăn. Mời ăn đi. Mời vào nhà đi uống bếp đi. Hả? Mời vào nhà mà đi uống bếp. Đâu làm cái này tí. Đâu? Rau dưa. Rau dưa à? Rồng rau dưa. Ui nhiều thế. Làm là phụ Tết, không đi qua sang Tết đi nó. Nhưng mà mình làm rau cay hay là rau không cay? Không cay. À. Cái này mình muối luôn đúng không? Vâng. Nhiều nhỉ. Không đi qua Tết đi nó. Nó già hết. Nó già hết là bắt đầu không có rau ăn. Dự trữ. Có cho muối trong miếng không? Có cho ít muối thôi. Cho chưa? Cho rồi. À. Này cho. Cho một ít thôi, cho một ít để sau này ăn nó giòn thôi. Nếu mà cho nhiều quá thì nó lại nó lên thì nhũn. Đấy. Thì nhão đúng không? Đấy. Cô chưa? Thôi. Đây để tớ kia nhá. Kia để chỗ nào? Không kia. Lấy bê như thế nào? Đổ với cái nước cho mới ra. Này cái nào? Như cả bàn. Đây. Đâu? Thấy đâu? Đổ thêm cái này đổ vào. Được chưa? Không siêu nữa rồi còn. Cũng cần được rồi. Cái này nén thôi là được rồi. Được rồi. Đã tạm đây đó. Mai nó ngót nữa là được rồi. À, chưa được rồi. Xong này. Xong này thì cái nước này ngâm mấy hôm cái nước này nếu mà có nhiều đây à, rót vào đây à? Ừ, nếu mà nóng nó uống nhiều về mệt là cái canh cái nước cái dao uống sướng phết. Này cái nước này á? Ừ. Nhưng mà nước này phải nếu mà dao uống thì phải đun lên chứ? Ừ, phải đun lên. Ui, khó như ngu đây. Đun lên xong là để ngồi uống sướng phết. Hết rồi. Rồi, cho tí nữa nó xuống được, tí nữa để nó xuống. Hết có. Ơi, từ 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 từ. Đây các bác, quà mang về cho mẹ đây rồi. Ui giời ơi. Đây nữa nha. Ngoài cái này ra còn đây các bác. Đây. Là cái này thực sự với các bác là mấy hôm trước cũng có nhiều bác là hỏi Feng là lấy thịt về cho các bác nhưng mà cuối năm là không vận chuyển được.
Thôi thì Phen xin phép các bác, mong các bác thông cảm. Phen cũng không gửi được. Chỗ này là Phen lấy về cho mẹ. Lý do là Phen lấy thịt về cho mẹ các bác. Nhà Phen thì qua Tết ý, cũng là đi làm lương, cũng đi làm cỏ quế, làm cỏ sắn. Mẹ là không có, năm nay không có mổ lợn đấy. Và ở dưới đây cũng không biết ướp bằng các loại gia vị này. Nên là con lấy cái này về cho mẹ, để mẹ về mẹ treo lên. Nhà Phen có cái bếp lò to lắm. Đấy là Phen lấy về cho mẹ để mẹ ăn Tết. Đây các bác, quả chân giò dương vào đây. Đấy, trong này được hết chưa? Được hết rồi, cái này đen xỉ. Ông cân cái chân này xem là được bao nhiêu cân. Cái này các bác ạ, đây này. Lợn bản các bác nhá. Đấy. Nếu mà các bác mà kiểu là hun ý, nó sẽ có một kiểu khác, mà sấy có một kiểu khác. Đúng rồi. Đấy, đây là không phải là sấy, mà đây là hun khói. Đấy, hun khói các bác là cái loại thịt này phải trên phải hơn tháng là mới được, chứ còn đâu sấy là 2-3 ngày là được rồi. Sấy họ sấy vào cái lò đấy nó nóng 2-3 ngày là được rồi. Là nó sẽ, nhưng mà sẽ không ngon. Đúng rồi. Cái đấy nó chỉ vàng bên ngoài thôi, nó không vàng đâu bên trong. Đâu cậu xem nào, để đây thôi. Đằng nào về cũng được. Ai à? 3 cân. 3 cân mát mát đấy. gần được 3 cân. Rồi tính 3 cân các bác. To đấy. Đây. Hay là cho cái nữa nhỉ? Hả? Lấy cái nữa nhỉ? Cho ông cái này toàn kết cái gì? Hả? Thì ông ấy lấy cái nữa được không? Ấy nghe điện thoại đi đã. Không nghe đấy, để nó. Thì cậu phải tắt đi chứ. Cái này là cùng một con đây là một con. Nhưng mà đây là chân sau chân trước, đây chân trước rồi. Bốn chân dàn dưới này. Dưới này là của một con, còn bốn chân là trên. Hôm vừa rồi ăn một chân là còn có ba chân là trên là của một con. Nhìn cũng biết chứ, lần to hơn nó khác chứ, con này bé hơn, con này to hơn. Đây là chân sau đúng không? Cái là chân sau. Ngon lắm các bác. Đấy, cái mỡ này nó cũng vàng ươm rồi. Là về vẫn, nhà Phen vẫn treo được. Cái này treo để tủ hàng năm chả sao. Đấy, ngày nó cũng chín hết rồi các bác. Như ở trên này là qua Tết đi, trong tháng đến phải đến tháng 4, tháng 5 trở phiên mới có bán, mới có thịt bán. Cho nên phải treo để rửa chứ, không thì mới là tháng đầu. Muốn ăn một bữa thịt phải đi đến thị trấn 30 cây số. Là xa đúng không? Đấy. Ừ. Không thì có khách đến lấy cái gì ăn? Thôi được rồi, lấy chỗ này được. Hả? Chỗ này 3 cân này, đúng không? Với cả cái này là 20 cân đúng không? Đúng rồi. Đây cái này mẹ. Đây để quay đây anh bảo mẹ, mẹ về mẹ vẫn phải treo lên. Đấy, vẫn có cái chỗ này rồi móc vào. Đấy, treo lên là mình cứ để đấy ăn dần thôi. Cái này tất cả nó có móc hết rồi, nó móc dở ra rồi. Băng này là mẹ Phen ăn thoải mái từ giờ đến hết tháng giêng các bác. Đây. Phen xin phép các bác hôm nay là dùng đấy cái này. Để quà tặng mama tổng quản. Đây, này miếng này mới ngon này. Đấy. Sao mẹ lừa làm không đi mang cái tủ đi mẹ ăn. Hả? Cái đầu á? Nhưng mà khó làm. Hơi khó làm. Nếu mà muốn làm ra ngon là hơi khó làm. Thế à? Nào, qua Tết đi lên tôi làm cho ông ăn. Cái thủ. Cái đầu. Tôi làm kiểu của người Hán tôi cho ông ăn. Nào, cái này là Phen phải đặt hàng trước ấy, nhờ là Dương mổ hẳn một con để đặt, để lấy ấy các bác ạ. Chứ không đến lúc là nhà sang năm có khi phải làm nhiều hơn Dương ạ. Vâng, sang năm làm nhiều. Làm một rẻ này. Cái này phải treo lên các bác. Bây giờ cho tôi cái hộp để tôi đựng mang về. Đấy, được một cái chân. Ây da. Xếp vào không thử. Xếp không được. Ông cứ để tôi, ông đi rửa tay đi. Tí à? Lần bẩn tay ông cho mày bọt này. Ông phải cho tôi nghịch tí chứ. Nghịch thì ông là hiểu được cái không bí. Phải là ông nghịch mà là phải kiểm tra chất lượng dịch vụ nhá. Ông này hiểu được cái bí quyết của người Hán thì. Đây này, đấy. Nhà ông còn ấu tẩu không? Ấu tẩu mùa này hết rồi, đến tháng 7 là có rồi đấy. Không còn ít nào à? Không còn ít nào. Đây miếng này là ngon này. Đến tháng 7 là có rồi. Đây miếng này nguyên nạc này. Đây có khi nhà mẹ Phen với cả bố Phen ở nhà chắc miếng này chắc phải được 2 ngày. Miếng kia xào ra phải được một bát. Nó nhiều ấy nhỉ. Đấy. Nhìn bé thôi nó xào ra nó còn nở ra nữa.
Con này bao nhiêu cân đây? Hôm trước mổ. Mổ hơn 80 cân đấy. Hơn 80 cân à? Nuôi lâu chưa? Từ mua từ tháng mua lần con từ tháng 7 2022. Cái này ăn luôn được không? Bây giờ ăn là vẫn được. Đây. Đây, miếng này ngon chưa? Cá một năm mà con trai được tặng được mẹ được ít thịt ăn Tết. Con trai máy định rồi. Hả? Được không? Cậu thầy tớ được không? Bây giờ mình không biết tặng hoa các bác ạ. Giờ mà mùng 8 tháng 3 mới 20 tháng 11 mà Phen tặng hoa kiểu gì cũng chửi. Bảo quy hết ra thịt cho mẹ. Mẹ có tuổi mẹ có yêu hoa đấy không? Mẹ bây giờ cứ phải quy ra thóc. Mẹ ngày xưa cũng người nông thôn đấy các bác. Tặng vài chỉ vàng bạc thì mẹ còn không, mẹ Phen cũng không có gọi là chút trang sức ở trên người, cũng giống Phen này các bác. Bác thấy Phen là không có dây chuyền hay nhẫn gì cả, không có gì. Đấy, đây. Trên người không có cái gì hết. Người Hán là như Tết các thứ không được tặng quà. Không được tặng quà á? Ừ. Là tặng cái gì? Hả? Tặng gì? Ừ, cũng không tặng gì đâu, làm được cơm. Có như kiểu mùng 8 tháng 3 thì chồng nấu cơm cho vợ ăn. À, thế à? Ừ. Cái kia đi đây báo quấn vào xong lấy được một túi thôi. Cái này á? Ừ, không thì trong này không được một túi. Này mang này, về tặng. Ê, tặng mẹ bông hoa hồng siêu to khổng lồ. Tặng mama tổng quản. Ai sợ một đóa hoa. Đẹp tuyệt vời. Ôi, để tôi cuốn tốt cái này rồi. Là nó từ từ tới sáng đi. Bờ buộc nó chặt đi thì nhé. Có cần phải đặt giấy báo lên trên không? Ừ. Nó đi dần chờ đi. Ui giời, các bác tuyệt vời chưa? Xem ngó nó còn cái chân kia không lấy được à? Hả? Còn cái chân kia, chân khổng lồ này. Nhưng cái qua Tết lên mới khô, nó còn chưa khô lắm. Chưa khô á? Ừ. Cái kia qua Tết đi khô về á, nó trầm sánh lắm. Cái đường kia khô đấy. Cái này á? Thế hay lấy cái này xuống. Đùi kia là đùi trước rồi, bây giờ ông lấy đùi sau đi. Đùi sau đâu? Ê, đùi kia là đùi sau rồi, lấy đùi trước đi, đùi trước đâu? Đây. Cái này đùi trước đây. Nhưng mà chỗ này treo nó không vào nửa, đây này. Ông nói thật, thịt cái đùi trước này mới là thịt ngon. Nhưng mà nó không vào lửa ấy. Hôm qua Tết tôi gửi cho ông cho nó khô hẳn đi. Rồi, đằng nào có mẹ làm gì một bữa ăn là hết luôn, ăn là hết nhanh chứ. Gửi cho mọi người hàng xóm nữa. Ừ. Cho mama tổng quản. Xem nhà Dương quá còn gì để mang về được không nhỉ? Thực sự các bác lên nhà Dương cái gì muốn mang về. Cái này có cần dính quá không? À cái này có băng dính không? Có. Cho mang băng dính cái này để dính cái này vào. Thằng này. Hả? Tôi gửi một miếng cho ông mang về cho cô. Tặng à? Tặng. Ôi xấu hổ lắm. Không lấy đâu. Để tôi kiếm nó là cô một tí. Cái này. Dạ. Đây để càng này. Cô có ăn được một thứ mỡ không nhỉ? Hả? Nếu mà cho thì phải cố ăn thôi. Nhưng mà thôi tớ chêu, thôi Dương ơi đây này, được rồi. Thôi không, tớ không. Cho miếng cho cô mà. Không, đây rồi Dương ơi. Hôm ở lên thì cũng cô cũng không cũng đi là đi trao quà cũng bận việc quá thôi chưa rồi không à, tớ lấy không lấy cầm miếng đi tớ không lấy đây là đủ rồi không lấy đâu cho cô xem video cô thấy quà của Dương quá đang Dương bóng của em lấy cái này cái đây thì nhờ à chờ con cắt chúng rồi đó tặng Dương ơi không lấy nhá, không lấy đâu ấy. Đấy, tôi không lấy.
Xong đây. Đây có đủ rồi. Cái kia ông phải giải tiền tôi cái đi, tôi cho này không phải cho mẹ ông, không phải cho ông đâu. Cái này thì xấu hổ lắm. Đấy, tôi nhớ là cho mẹ. Cầm nhớ cầm đến tay mẹ nhá, không phải là mang đi nó hay thành phố là khách làm ăn. Cái này rồi. Đây này nha. Đây là Dương quá khổ tặng cho tôi đúng không? Rồi. Hôm nào tôi lên tôi sẽ có quà từ Yên Bái tặng cho ông nhá. Đây, mama tổng quản nhá. Đây là quả Dương quá khổ nhá. Đấy. Cái này là quả Dương quá tặng cho mẹ. Nên cho lấy, cái túi lấy cái báo đây để sang quấn. Ừ. À, thay mặt mama tổng quản cảm ơn Dương nhá. Có gì đó không? Hôm nào cô lên thì cũng khổ quá đi trao quà nữa. Đấy. Mà hôm đấy thịt vẫn còn chưa khô. Ừ. Sang năm tôi phải lấy nguyên một con. Đấy, bảo ông sấy cho. Okay. Chắc thêm vậy. Nó xem cổ. Cho phép mang dính phên quấn. Được rồi cậu ơi, cậu cho xe để tớ ra cho xe ô tô là được rồi. Không cần đâu, tớ để lên xe là được mà. Để tớ bê đi. Còn dính không? Cái này không cần đâu. Sáng nay đi chợ về. Sáng nay đi chợ à? À sáng nay có chợ ở dưới kia nhỉ? Đấy, đi chợ. Sắm đồ Tết á. Sáng nay ở chợ cuối cùng của năm. Đông như kiến luôn. Chợ phiên cuối không? Vừa nãy vẫn thấy rồi, mọi người đang ấy. Chợ thật đấy. Tôi đi về đây, muộn rồi, Tết đến nơi rồi. Đi đi. Để tớ rửa tay đã. Tết đến nơi rồi mà bảo con dùng uống nước thì thế. Hồi đi giờ này. Thôi rồi tớ xin phép. Uống nước lạnh lắm các bạn. Lạnh buốt luôn. Bọn trẻ con đi đâu rồi nhỉ? Đi chơi rồi, hôm nay ấm đi cùng anh em nó đi chơi rồi. Không ở nhà. Ừ. Thế đi luôn nha. Đi, để tôi quay cho. Chào cô ơi. Chúc ăn Tết vui vẻ nhá. Hôm nào tớ về quê xong lên thì lên nhà Dương xong nhá. Chào nhá. Chào nhá. Rồi, chào nhá. Đi. Ăn Tết vui vẻ nhá. Đây các quà của mama tổng quản. Đấy, ngày mai sẽ được chuyển về quê hương Văn Yên. Về thì mẹ sẽ treo lên để ăn Tết. Qua đây chỉ đang xin được cảm ơn tất cả các quý khán giả đã luôn đồng hành cùng Phan trong thời gian vừa qua. Đấy, chúc các bác thật nhiều sức khỏe, chúc thật nhiều may mắn. Hôm nay là 28 Tết rồi các bác. Ngày hành trình của Phan là về quê, sau đó là Phan mùng 2 là Phan về Nam Định, về quê của mẹ Phan các bác. Video của Phan là chia sẻ với các bác. Nó cũng là một cái video Phen này để quà về tặng cho mẹ thôi, nhưng mà nó là cuộc sống xung quanh Phen, cũng mong muốn là chia sẻ với các bác.
Xin chào các bác, hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phèng. Chúc mừng năm mới các bác nha.